Xin chào mọi người, Long rất vui khi xuất hiện trong clip ngày hôm nay để chia sẻ về những bí mật mới. Là một đầu bếp, Long rất là có hứng thú khi sáng tạo ra những công thức món ăn ngon và độc đáo. Bên cạnh đó thì Long cũng rất quan tâm về những cái công thức mà dinh dưỡng tốt, lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Dạo thời gian gần đây thì Long có trải nghiệm sản phẩm bột cân bằng dinh dưỡng từ Wellness by Odiplam, được nghiên cứu khoa học chuyên sâu từ Thụy Điển. Nó bổ sung về cái lượng protein cũng như là omega 3 và 6, các hương vị rất là thuần khiết như là chocolate, vani và dâu. Chính vì điều này đã giúp cho Long có nguồn cảm hứng sáng tạo ba loại thức uống dinh dưỡng mới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để thực hiện ba loại thức uống dinh dưỡng này nhé. Bây giờ không để cho các bạn chờ lâu thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với món đầu tiên. Ở đây thì món đầu tiên của chúng ta đó chính là sử dụng cái bột cân bằng dinh dưỡng vị sô cô la. Và những cái thành phần đi kèm theo chúng ta gồm có đó chính là trái bơ. Ở đây thì có quả dưa lưới. Thì cái quả dưa lưới này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái được cái vị mát khi mà chúng ta sử dụng cái này, và cũng như là tăng được thêm cái mùi vị. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là sữa đậu nành. Đây là một loại sữa đậu nành mà rất là ít béo, đã hoàn toàn tách béo. Và cuối cùng đó chính là mật ong nguyên chất. Và cái loại thức uống thứ hai Long muốn giới thiệu với các bạn đó là sử dụng bột cân bằng dinh dưỡng vị dâu. Ở đây thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với trái chuối, trái dâu. Chúng ta sẽ lựa những trái dâu thật là tươi để tạo thêm cái vị ngọt tự nhiên trong cái loại thức uống này. Và ngoài ra thì lá chocomin sẽ giúp cho cái thức uống của chúng ta nó thêm được cái vị tươi mát khi mà chúng ta uống vào. Và cuối cùng đó chính là sữa tươi, tách béo và không có đường. Loại thức uống cuối cùng mà Long muốn giới thiệu đến với các bạn và cũng không kém phần đặc sắc đó chính là Long sử dụng bột cân bằng dinh dưỡng vị vani. Ở đây thì Long sẽ kết hợp cùng với là rau xanh, táo xanh và đặc biệt đó chính là hạt quinoa. Đây là một loại hạt ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng rất là cao, và đặc biệt là khi chúng ta tiếp nhận vào trong cơ thể nó sẽ không gây cảm giác bị khó tiêu và đầy hơi. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ sử dụng sữa tươi, tách béo và không đường. Và cuối cùng đó chính là một ít mật ong. Long hy vọng với ba công thức này, với hương vị thơm ngon cũng như là cung cấp cái lượng năng lượng và cái độ dinh dưỡng cần thiết, giúp cho các bạn tràn đầy hứng khởi mỗi ngày.